Vâng, trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách mở cúp của Exciter 50 và thử xem là cúp thì được cái gì nhé. Mình cần lấy khóa đây này. Cắm mở cúp đây này. Anh em mắc khóa bên trái này. Ok. Bây giờ nó mở được cốp này. Đây, cốp của Exciter 50 thì anh em có thể được một số phụ kiện gọi là nhỏ thôi, không để vừa mô hiểm rồi. Đây là các cái quai cài mô hiểm này. Ok, đây là số đổ bình xăng. Dung tích bình xăng của Exciter 50 thì nó rơi vào tầm độ khoảng 3 đến 5 lít, nói chung là tầm khoảng đấy. Còn để anh em đi tiêu hao nguyên liệu thì nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng 2 lít, hơn 2 lít một tí, xe đi rất là tiết kiệm. Ok.